し。はい、もしもし。はい。あ、ABC レストランです。あ、そうですね。あれ予約したいんですけど。はい。明日の夜7時ぐらいで大丈夫ですか ?3 名だけど。はい、大丈夫ですよ。あ、OK。じゃあお願いしますね。あ、もしもし。はい。あれ、予約したいんですけど。はい、予約ですね。はい。明日の夜7時ぐらいになると思いますけど、はい、大丈夫ですか？はい。今確認しますね。はい。確認します。あ、もしもし。はい。明日夜7時空いてます。はい。3名で来ますね。はい、名前は山本でお願いしますね。はい、かしこまりました。では明日夜7時に3名様、山本様でご予約しますね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、今電話の対応だったんですが、実際は固定のちゃんとした電話で行うんですけど、ポイントがいくつかありますね。一つ目はまずメモを取ることですね。メモを取らないと、もしかしたら間違えてしまうかもしれません。それから、確認することが大事ですね。ちゃんとその日空いてるかどうか、確認してください。はい、thì đây là một cái video mà mình sẽ cùng hướng dẫn mọi người về cái cách mà khách hàng gọi điện đến để đặt bàn. Và mình sẽ nói sao cho chính xác nhất. Thì cũng có hai trường hợp xảy ra đó. Một trường hợp đầu tiên chính là cô nghe xong chỉ có bảo là tôi hiểu rồi, còn không có hỏi thêm một thông tin bất cứ cái gì khách hàng nữa, mà sẽ cúp máy luôn, không memo gì cả. Memo gọi là mình ghi chép lại, mà nhớ lại thì thế trong công việc của mình sẽ bận rộn, có thể mình quên ngay đi. Và khi khách hàng đặt bàn mà đến không có bàn thì rất là khô mệt, rất là hỏi mọi người sẽ rất bất tiện cho cái nhà mình. Nếu đặt bàn rồi đến không có bàn rất là bực, không thể làm mình vậy. Thì mình nào là chính xác nhất, khi mình nghe điện thoại khách hàng thì mình ok, mình sẽ hỏi là khách hàng sẽ là bao nhiêu người, đến vào mấy giờ, rồi mình kiểm tra xác nhận cái giờ này mình vẫn còn trống, thì mình mới hỏi lại bảo là khách hàng là ngày giờ này còn trống thì cho khách hàng cho mình xin tên. Sau đó mình sẽ tiến hành memo, mình ghi chép lại luôn vào trong cái sổ về đặt bàn chẳng hạn, hay mình nhập vào máy tính chẳng hạn, mình nhập vào đấy luôn để cho mình tránh quên. Ngay trong người thì lúc về sau mình quên rất là bất tiện, đúng không? その予約の方も大事だからね。はい、お客さんが来たら手袋がないと本当困るんですよ。困りますね。はい、だから皆さん気をつけてください。